cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của Việt TV và quay trở lại là phần tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Tòa án tối cao đã cho lệnh cấm du hành có hiệu lực. Tối cao Pháp viện của Hoa Kỳ vào thứ Hai ngày 4 tháng 12 đã trao cho Tổng thống Donald Trump một chiến thắng khi cho phép lệnh cấm du hành đối với người đến từ 6 quốc gia có đa số người dân theo Hồi giáo có hiệu lực đầy đủ, cho dù các tòa dưới vẫn đang xử những vụ kiện chống lại lệnh cấm này. Chỉ với hai thẩm phán cấp tiến phản đối thì tòa án với 9 vị thẩm phán chấp thuận yêu cầu chính phủ dỡ bỏ hai án lệnh giới của tòa, ngăn chặn một phần của lệnh cấm này. Đây chính là phiên bản thứ 3 của một chính sách gây ra tranh cãi mà Tổng thống Donald Trump đã tìm cách thực thi ngay một tuần sau khi nhậm chức vào tháng Giêng. Phán quyết của tòa tối cao Pháp viện có nghĩa là lệnh cấm có hiệu lực đầy đủ đối với người dân từ Chad, Iran, Libya, Somalia, Syria và Yemen tìm cách vào Hoa Kỳ. Donald Trump nói rằng lệnh cấm du hành là cần thiết để bảo vệ Hoa Kỳ trước các phần tử Hồi giáo quá khích. Thưa quý vị, Nga dán nhãn đài VOA là hoạt vụ nước ngoài. Nga xác định đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA và đài châu Âu tự do là hoạt vụ nước ngoài vào hôm thứ Ba ngày 5 tháng 12, một hành động trả đũa đối với điều mà Moscow xem là áp lực không thể chấp nhận được của Hoa Kỳ đối với truyền thông Nga. Các giới chức tình báo Hoa Kỳ cáo buộc Điện Kremlin sử dụng những cơ quan truyền thông mà họ tài trợ để ảnh hưởng cử tri Hoa Kỳ. Đài truyền hình RT của nhà nước Nga hồi tháng trước đã phải miễn cưỡng tuân theo yêu cầu của Hoa Kỳ ghi danh một chi nhánh ở Hoa Kỳ là hoạt vụ nước ngoài theo đạo luật ghi danh hoạt vụ nước ngoài. Điện Kremlin gọi hành động này là một cuộc tấn công nhắm vào tự do ngôn luận. Quốc hội Nga đã phản ứng bằng cách vội vã thông qua một đạo luật truyền thông mới mà Tổng thống Vladimir Putin đã ký ban hành vào ngày 25 tháng 11. Mới đây, Hạ viện Nga cũng cho biết đang cân nhắc lệnh cấm các phóng viên đài châu Âu tự do và VOA bước vào trụ sở nghị viện. Ông Tillerson gặp các ngoại trưởng NATO. Ngoại trưởng Rex Tillerson chuyển một thông điệp ủng hộ cho các đồng minh Âu Châu ở Brussels vào thứ Ba ngày 5 tháng 12. Nhưng những mối lo ngại của họ về chính sách đối ngoại của Tổng thống Donald Trump đã tạo ra một rạn nứt trên một loạt các vấn đề. Và theo như Reuters, các đồng minh Âu Châu của Hoa Kỳ lo lắng về luận điệu nước Mỹ trước tiên của Donald Trump. Quyết định của ông không chứng nhận Iran tuân thủ thỏa thuận của nguyên tử và việc ông rút khỏi Hiệp định Khí hậu Paris. Trong chuyến thăm vào thứ Ba, thì ông Tillerson đưa ra một sự đánh giá rộng rãi hơn và nêu bật được cam kết không lay chuyển của Hoa Kỳ đối với quy định phòng thủ hộ tương của NATO. Ngoại trưởng Đức, ông Sigmar Gabriel cảnh báo rằng việc Tổng thống Donald Trump cân nhắc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel có thể mở màn cho tình trạng bất ổn. Theo ông, thì Liên Âu trong vai trò nhà viện trợ lớn nhất của người Palestine và đối tác thương mại lớn nhất của Israel có quyền lên tiếng trong bất kỳ bước đi nào của Hoa Kỳ trong vùng Trung Đông. Thưa quý vị, đại biện PLO cảnh cáo việc công nhận Jerusalem. Việc công nhận Jerusalem là thủ đô Israel sẽ là nụ hôn thành chết cho giải pháp hai nhà nước trong xung đột giữa Israel và Palestine. Vị đại biện của Tổ chức Giải phóng Palestine PLO tại Washington đưa ra nhận định này hôm thứ Hai ngày 4 tháng 12. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Reuters, ông Hossam Jamlot nói rằng Jerusalem chính là trung tâm của giải pháp hai nhà nước. Một giới chức cao cấp của chính phủ Hoa Kỳ hồi tuần trước cho biết Tổng thống Trump có thể sẽ công nhận Jerusalem trong một bài diễn văn đọc hôm thứ Tư tuần này. Các tổng thống Hoa Kỳ đời trước đều nhấn mạnh rằng tình trạng của Jerusalem thánh địa chung của ba tôn giáo Do Thái, Hồi giáo và Kitô giáo phải được quyết định trong các cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine. Iraq đã phản đối Hoa Kỳ công nhận Jerusalem. Iraq chống lại việc Hoa Kỳ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và dời tòa đại sứ đến đó. Thủ tướng của Iraq là Haider al-Abadi đưa ra tuyên bố này vào thứ Ba ngày 5 tháng 12 và đồng thời cảnh cáo rằng một quyết định như thế sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới sự ổn định của vùng Trung Đông. Trong cùng ngày, Tổng thống Donald Trump nói với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas rằng ông dự tính dời tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Israel về Jerusalem, phá vỡ đi chính sách của Hoa Kỳ có từ nhiều thập niên rằng quy chế của thành phố Jerusalem phải được quyết định trong các cuộc thương lượng giữa người Israel và người Palestine. Những nhận định của Thủ tướng al-Abadi đưa ra tại một cuộc họp báo hàng tuần đã đóng góp thêm tiếng nói cho phía, cho rằng hành động của Tổng thống Trump có thể mở màn cho những biến động. Cho đến nay, thì Liên Âu, thẩm quyền người Palestine, Ả Rập Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh Ả Rập đều đã cảnh cáo rằng việc công nhận Jerusalem sẽ tạo ra chấn động khắp vùng Trung Đông. Thưa quý vị, Tổng thống Trump cắt giảm đất di tích ở Utah. Tổng thống Donald Trump loan báo thu nhỏ những khu di tích thiên nhiên quốc gia rộng lớn của tiểu bang Utah vào hôm thứ Hai ngày 4 tháng 12,
gây phẫn nộ cho các bộ lạc thổ dân và tổ chức môi trường muốn giữ các khu vực này ngoài tầm ảnh hưởng của các dự án phát triển. Trong một diễn văn tại thủ phủ Salt Lake City, Tổng thống Trump kêu gọi thu nhỏ di tích quốc gia Bears Ears rộng 1.3 triệu mẫu Anh xuống còn 228.784 mẫu và chia ra thành hai khu vực. Ông cũng kêu gọi giảm phân nửa di tích quốc gia Grand Staircase Escalante rộng 1.9 triệu mẫu Anh, đồng thời tách ra làm 3 khu vực. Bộ trưởng Nội vụ Hoa Kỳ Ryan Gingrich nói các thay đổi này được Thống đốc Utah cùng nhiều giới chức ủng hộ. Nhưng các nhà lãnh đạo bộ lạc từng vận động cho việc tạo ra các di tích này cho biết họ sẽ kiện chính phủ Trump ra tòa. Thưa quý vị, các bộ lạc này họ xem vùng Bears Ears là một vùng đất rất thiêng liêng. Hàng ngàn người phải đi di tản khi phía bắc của Los Angeles cháy rừng. Một đám cháy rừng lan nhanh ở vùng đồi phía bắc thành phố Los Angeles đe dọa hàng ngàn ngôi nhà vào thứ ba ngày 5 tháng 12 và buộc các cư dân phải di tản sau khi ít nhất một người đã bị thiệt mạng và khắp khu vực đã bị mất điện. Một số cư dân quận hạt Ventura đã đăng tải trên mạng xã hội những hình ảnh về bầu trời màu cam và đám khói lớn nuốt trọn những rừng cây và nhà cửa. Khoảng 7.700 gia đình ở khu vực cách Los Angeles và khoảng 70 dặm về hướng Tây Bắc được lệnh phải đi di tản. Đám cháy mang tên Thomas Fire đã lan rộng 31.000 mẫu Anh, thiêu rụi nhiều khu vực bụi rậm khô cằn và bùng lên mạnh mẽ vào tối thứ Hai. Trưởng cứu hỏa quận hạt Ventura, ông Mark Lorenzen, cho biết tại một cuộc họp báo là một người lái xe đã bị thiệt mạng khi chạy trốn ra khỏi đám cháy rừng. Một công ty điện lực địa phương cho biết hơn 250.000 ngôi nhà đã bị mất điện và ít nhất là hai cấu trúc đã bị phá hủy. Thưa quý vị, ông Mueller đòi ngân hàng Đức Quốc giao dữ liệu. Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã yêu cầu ngân hàng Đức Quốc chia sẻ dữ liệu và các chương mục do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và gia đình nắm giữ. Một người thân cận với sự việc cho hãng thông tấn Reuters hay như vậy vào hôm thứ Ba ngày 5 tháng 12. Nguồn tin cho hay ngân hàng lớn nhất nước Đức đã nhận được yêu cầu của ông Mueller từ nhiều tuần trước để cung cấp thông tin về một số giao dịch bằng tiền mặt và tín dụng. Nhật báo Handelsblatt của Đức trong cùng ngày thứ Ba cũng đưa tin tương tự. Ngân hàng Đức Quốc đã cho công ty Trump Organizations vay nhiều triệu Mỹ Kim trong những thương vụ địa ốc. Hồi tháng 6 năm nay, ngân hàng Đức Quốc đã viện dẫn luật về quyền riêng tư để bác bỏ yêu cầu của các dân biểu thuộc đảng Dân Chủ Hoa Kỳ, đòi họ cung cấp chi tiết về tình trạng tài chính của ông Trump. Ông Mueller đang điều tra về nghi án Nga can thiệp vào bầu cử Hoa Kỳ năm 2016 và có thể có sự thông đồng của ban tranh cử Trump. Thẩm phán Kennedy chất vấn vụ bán cưới dành cho người đồng tính. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ vào thứ Ba ngày 5 tháng 12 đã tỏ ra chia rẽ sát sao với lá phiếu quyết định nằm trong tay thẩm phán Anthony Kennedy khi ông nêu ra những câu hỏi hóc búa về việc một chủ tiệm bánh theo đạo Kitô giáo từ chối làm bánh cưới cho một cặp đồng tính. 9 vị thẩm phán tòa tối cao đã nghe các luận cứ trong vụ xử quan trọng về việc có thể nào một số doanh nghiệp từ chối phục vụ những cặp đồng tính nếu họ chống lại hôn nhân đồng tính vì lý do tôn giáo. Ông Kennedy, một thẩm phán bảo thủ đôi khi đứng về phe 4 vị thẩm phán cấp tiến trong những vụ xử lớn, nêu ra mối lo ngại rằng một phán quyết về phe chủ tiệm bánh sẽ bật đèn xanh cho sự kỳ thị chống người đồng tính. Nhưng mặt khác, khi viện dẫn những nhận định của một ủy ban dân quyền tại tiểu bang Colorado, thẩm phán Kennedy nói có bằng chứng của sự thù ghét nhằm vào tôn giáo và ông chất vấn liệu phán quyết của ủy ban này có nên được duy trì hay không. Và chuyển sang phần tin thị trường chứng khoán. Kính thưa quý vị, thị trường chứng khoán sau giờ đóng cửa có kết quả như sau. Chỉ số Dow Jones kỷ nghệ hôm nay giảm 109.41 điểm, ngừng lại mức là 24.180.64 điểm. Chỉ số Nasdaq hôm nay giảm 85.37 điểm, dừng lại mức là 6.762.21 điểm. Chỉ số S&P 500 hôm nay giảm 9.87 điểm, ngừng lại mức là 2.629.57 điểm. Phần lời công cổ phiếu 10 năm là 2.36%. Và giá dầu thô cho ngày hôm nay là 57 đồng 68 cent và đã giảm đi 0.02 cent trong một thùng dầu thô. Giá vàng tại Hoa Kỳ ngày hôm nay là 1.268.70 cent trong một ounce, đã giảm đi 0.68 cent trong một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng mua vào ngày hôm nay là 36.380.000 đồng một lượng, bán ra là 36.450.000 đồng một lượng. Và cũng tại Việt Nam, một đô la ngày hôm nay đổi được 22.750 đồng tiền Việt Nam. Thưa quý vị, như thường lệ, phần tin thị trường chứng khoán đã kết thúc chương trình tin tức buổi tối trong ngày hôm nay. Kiều Trâm và Hải Bình cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi. Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tin tức News at Night.